Trinh ơi! Trinh! Nhanh cái chân lên! Đứng lại đã xem nào, mệt hết cả người. Tôi đang rất là bực mình đấy nhá. Cái vụ hợp đồng hôm nay không ký được ý, có một phần lỗi lớn do cô đấy. Nhưng mà tôi có làm cái gì đâu. Cô lại còn cãi nè. Thôi, cô giải quyết như nào giải quyết. Tôi đang rất là bực mình, đừng có nói nhưng chuyện nữa. Nhưng mà đấy là nữa. Do cái xe chứ phải do tôi đâu. Đang đi bình thường tự nhiên bây giờ đi về một cái nó bị như thế thì tôi biết làm sao được. Trời nắng chang chang ra thế này, cô định bắt tôi đi bộ à? Cô có biết là cái da của tôi nó sắp biến thành người châu Phi rồi không? Bực mình thế không biết. Đây có quán nước này, đi vào bên này ngồi đợi đã nhá. Xong rồi gọi người sửa xe. Ngồi đợi một tí cho mát chứ đi nắng này mệt lắm. Nó đi nào. Đi. Đi vào đây, vào đây, vào đây, vào đây đấy. Tôi ngồi xuống. Chinh chinh, sao rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi ở đây á? Cô nghĩ sao mà bắt tôi ngồi ở đây? Chỗ này vừa bụi vừa bẩn lại còn vừa nóng nữa. Ngồi xuống. Nhìn thế này chứ quanh đây đồng không muốn quạnh khỉ ho cò gáy như này làm gì có cái chỗ nào đâu. Có mỗi cái chỗ này á là nó vừa sạch vừa đẹp, ngồi tạm đi. Chả hiểu sao đi được đi cùng cái đứa nửa trai nửa gái như cô, đen vãi. Vãi cho cái, vớ vả vớ vẩn. Này nhá, chị nói cho cưng biết nhá. Cưng có thể cưng sỉ nhục chị hay cưng bảo chị tài năng là không bằng người ta. Nhưng mà cưng mà sỉ nhục đến cái gọi là tư cách làm bóng của chị nhá. Cưng, chị đập tôi cưng cho chị. Thì tại tôi đang bực cái vụ hợp đồng không ký được ấy. Ai mà chả bực, khổ lắm cơ. Nhưng mà giãn cái mặt ra, đấy là do cái xe chứ không phải là do con này đâu. Đang đi bình thường bây giờ tự nhiên nó hỏng như thế thì ai mà biết được. Chồng. Giãn cái mặt ra. Giãn ra. Này nhá, bây giờ này, vừa già này, vừa xấu này, xong da lại còn nhăn nheo nhá. Xếp thì xếp đổi thằng khác, à xếp đổi đứa thư ký khác thì ở đấy mình cáo. Này nhá, cái con lửa xăng pha nhớt thì phủi phui cái mồm nhổ ngay nước bọt đi nhá. Không nói được câu gì tử tế, tốt nhất là bịt cái mồm lại. Chị đang rất là bực mình đấy, cẩn thận cho nghỉ việc đừng kêu. Ai mà chả bực. Mà nói thế thôi, chứ Trinh vẫn là thư ký xinh đẹp tài giỏi trong lòng tôi mà. Giãn mặt ra. Thế đi. Cứ bảo cứ thấy bực mình thì sao ấy. Cáu. Hôm nay chị cáu lắm. Nếu mà chị không trả cái cục tức này thì chị xả mặt này đấy. Thôi ngồi đây đi để tôi đi vệ sinh cái. Mày đi đứng cái kiểu gì đấy à? Mày làm đổ hết nước của mày vào người tao rồi đây này. Mẹ vừa nãy con xin lỗi, vừa nãy cô quay nhanh quá nên con không kịp tránh. Cái gì cô? Mày gọi là cô à? Tao dài thế à? Mày nhìn lại mặt tao đi, cứ được gọi tao là cô biết chưa? Này, nhóc, mày đi đứng cái kiểu gì thế à? Vào nước vào rồi, ui, bẩn hết cả người của chị tao rồi. Mà, này, mày biết chị tao là ai không? À. Dạ, nói cho nó biết. Này, chị tao nhá, nói cho mày biết là thư ký của tập đoàn GKM nổi tiếng cả nước ấy. Mày hiểu không? Dạ, không. Nó cũng biết kìa, phải nói cho nó biết đi. Có nghĩa là nhá, tao giải thích cho mày hiểu này. Nghĩa là chị tao là một người vừa xinh đẹp, vừa giàu có tiền, lại còn nổi tiếng nữa, mày hiểu không? Nghĩa là người ở tầng lớp rất là trên cao đấy, hiểu không? Thật vậy á? À, hay là cô cho con xin chữ ký. À thôi, con vào lấy điện thoại của chú Tùng, con đi chụp với cô làm kỷ niệm để khoe với mọi người ạ. Thôi cưng ạ, đủ rồi nhá. Cô nghĩ sao mà cô lại đòi chụp ảnh được với chị hả? Những cái đứa nghèo hèn ấy, đứng cạnh chị rồi không có cửa, đừng có nói là đòi chụp ảnh cùng. Dạ vâng. Xử lý nó đi, nó làm bẩn hết đồ của tôi rồi. Cô ơi, hay là con vào nhà chú Tùng, con lấy quần áo của vợ chú Tùng con cho cô mặc nhé. Cái gì? Mày bị điên à? Mày bảo lấy quần áo của vợ chú Tùng cho tao mặc á? Ôi dồi ôi, nghĩ sao mà nó lại lấy quần áo của người khác cho tôi mặc được. Đấy thấy chưa, xử lý nó ngay. Xử lý kiểu gì? Này, nó trẻ con mà, xử lý kiểu gì? Tiền không có, đền kiểu gì, như nào? Không đền được thì phải tát vào mặt nó. Cái gì? Thế cô không thấy là nó đang hạ thấp đẳng cấp của tôi à? Tát á? Ừ, tát vào mặt nó, tát đi. Thật đó. Mày được rồi, mày này, hư này, ui giời, yêu quá, ui giời, cái má, yêu quá. Này, cô coi tôi là trò đùa đấy à? Tát như thế thì gọi gì là tát? Có mỗi cái việc nhỏ nhoi thôi mà không làm được, còn làm được trò trống gì, muốn nghỉ việc không? À? Đánh như là phải đánh như này này. Ôi, mày này. Thôi. Cái thằng này. Mày. Cô cậu cho xin lỗi, nó mồ côi từ nhỏ.
cứ cho nó đây để phụ giúp nó lỡ tay. Con xin lỗi. Anh là người bảo hộ của thằng Cuội đúng không? Tôi nói cho anh biết nhá, vừa nãy tôi định bỏ qua cho nó rồi đấy. Đây này, nó lại làm ướt cả cái áo của tôi rồi. Bây giờ tôi không chấp nhận lời xin lỗi của một thằng trẻ con mồ côi như này nhá. Rồi á, sau này lớn lên nó chẳng tốt đẹp gì cả. Và kiểu gì cũng trở thành đầu trộm đuôi cướp cho mà xem. Nhờ. Đúng rồi, đồ mày đồ đầu trộm đuôi cướp. Chị là người xấu. Mỗi cái áo đồ chị mà cũng bắt nạt em. Cái gì cơ? Mày bảo em người xấu. Mày. Thôi. Bộ quần áo của cô. Tao tiền để tôi đền cho. Cái gì? Anh đòi đền cái áo này cho tôi á? Rồi anh có bán hàng trăm ly nước của cái quán nước này cũng không đủ tiền để mà đền cái áo này đâu. Thế bộ quần áo đấy bao nhiêu tiền? Này, anh bạn già. Chị nói cho anh bạn già nghe này. Nhìn cái bộ quần áo này xem nhá. Thiết kế ấn tượng thời trang cực kỳ thời thượng. Tính sơ sơ và rẻ rẻ ra. Chắc là bọn chị lấy anh bạn già đây 7 triệu nhỉ? Đúng, 7 triệu. 7 triệu. Cái gì? 7 triệu? Ừ. 7 triệu. Còn cả 2 tháng tôi bán nước rồi. Sao? Chú có đền được không? Tôi thay mặt chào nó, xin lỗi chị xinh gái, xin lỗi anh đẹp trai. Cái gì? Anh bạn già này. Anh bạn nhìn tôi như thế này mà anh bạn bảo tôi anh đẹp trai á? Hả? Cái gì đấy? Này, tôi nói cho chú biết đi. Tôi không nhận lời xin lỗi xuông của chú đâu. Một là chú phải đền cho tôi 7 triệu. Mà không ấy thì chú bảo cái thằng Cuội này quỳ xuống xin lỗi tôi. À không được, không quỳ được. À đây rồi. Quỳ xuống, ăn hết cái kẹo rơi dưới đất này thì tôi bỏ qua cho. Không thì đừng có trách. Sao? Như nào? Bây giờ sao? Ban đầu định bỏ qua nhưng mà gọi con này là thằng là bực mình rồi đấy nhá. Giờ sao như nào? Có quỳ không? Thôi được rồi, để tôi làm cho. Ơ, ăn thật à? Ăn đi, ăn đi. Ăn. Thôi được rồi, chị à, giận thì cưng ạ. Về. Này, làm quán nước kiểu gì mà gọi cốc nước cả mấy tiếng hồ mang ra đấy. Đi. Quý sứ. Thôi được rồi, không sao đâu con. Đi, mình vào nhà. Thay áo cho con nhé. Chú làm sao đây? Chú đừng hút thuốc nữa. Có mày. Cậu này yếu quá rồi. Thấy sức khỏe giảm sút đi nhiều lắm rồi. Chú cứ nói thế. Cháu phải cảm ơn chú mới đúng chứ. Không có chú, chắc ngày xưa chết đói ngoài đường. Cái chuyện đấy tính toán làm gì? Nhìn này lớn này thành đạt rồi. Ui, chú vui lắm. Có như là cuộc đời này cũng thỏa mãn rồi. Thôi, chú vào nhà nghỉ ngơi đi. Để cháu trông hàng cho. Thôi được. Xong thì cho đi làm luôn. Cảm ơn nhá. Giúp chú tí nhá. TC ấy, giám đốc với lại đối tác bên đấy trẻ đẹp trai lắm, mà đã trẻ đã đẹp trai nhá, làm gì quay được ai của chị em mình, chắc chắn ký hợp đồng thấm. Biết là như thế nhưng mà chị vẫn cứ không yên tâm. Chị ơi. Ơi. Chị nhìn mà xem cái quán ở bên ngoài cái chỗ kia kìa, quen cực ấy, quen lắm ấy. Từ lúc chị đi vào chị thấy quen quen, nhưng mà chị chẳng nhớ là chị ngồi chưa, ngồi bao giờ nhỉ? Thôi kệ đi. Gọi nước uống đi. À, từ từ, em nhớ ra rồi. Sao? Ngày xưa chị có nhớ cái hồi chị còn làm thư ký không? Ừ. Mình đi qua đây nhá, xong có cái thằng nó bé từng đây này đấy. Thằng nó hỗn, thế xong rồi chị đang đi nó đâm vào người chị đấy, chị nhớ không? À, mày nhớ sai rồi. Cái vụ đấy nhá, là tao còn bắt cái ông chủ quán này ăn kẹo mút ở dưới đất mà. Láo, hỗn. Ừ, bảo sao tao thấy quen. Ừ. Mà
mà 15 năm trôi qua cái quán này trông vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Chả thay đổi gì mấy đâu. Chắc bên ngoài vẫn vậy. Chắc là đổi chủ rồi. Có khi tèo rồi. Em ơi, cho mấy cốc nước em ơi. Đây chị ơi. Đồ của hai người đây. Em đi đập chai đi. Hai cái cọng mút này như thế nào? Cậu. Chị ơi. Em trông thằng này quen lắm chị ạ. Ôi mẹ. Như thằng này là cái thằng bé ngày xưa ấy. Cái thằng mà tao đánh nói. Cái thằng này đấy á? Là nó đấy à? Ôi, sao giờ nó lớn thế? Thôi chị ơi, chạy đi em bảo này. Em ơi trông đẹp trai, rắn giỏi người. Toàn người đàn ông thôi. Chị ơi, hay là cho nó về làm trợ lý cho em đi. Tao làm nhá. Hả? Gì? Bị điên không đấy? Tao nhớ không nhầm ấy. Cái thằng này là thằng bé mồ côi. Mà mồ côi thì có được đi học đàng hoàng gì đâu. Nó về chỗ mình làm cho ai, làm bộ phận nào, chỗ thì không biết. Em không biết đâu, kệ chị đấy. Em đi theo chị bao nhiêu lâu rồi, em cần gì phải năng lực. Chỉ cần đẹp trai là được, cứ về, em lo. Thôi, mày để nguyên cho con dê nó ngủ. Cái này làm ăn cái gì? Nguyết cả mắt. Thôi, tôi không cần đâu. Tôi bán kẹo mút qua ngày, sống là được rồi. Lại còn mày đặt thanh cao với tao á. Cái ngữ như mày ấy, kể cả có cho tao thêm tiền, tao cũng chẳng bao giờ thuê đâu. Thôi, cứ ở đây cày mặt ra ấy, mà bán kẹo đi. Mà này, ngày xưa tao nhớ là còn có cái thằng chú già của nó cơ mà. Tại sao bây giờ ngó qua ngó lại chả thấy đâu nhỉ? Thì là tao nói cái ngày xưa ấy là đúng. Cái mà lớn lên làm đầu trộm đuôi cướp ấy, không khéo à, giết chú để cướp quán cũng nên ý chứ. Có khi thật đấy chị ạ. Thế mà khá. Cô ăn nói kiểu gì đấy ạ? Thế không đúng à? Thôi, tao chẳng muốn đôi co mày nữa đâu. Hôm nay coi như xui xẻo bước vào cái quán mà 15 năm trước đã từng vào. Mặc dù hôm nay mày phục vụ ở tao như thế này ấy, là bọn tao không hài lòng đâu. Không hài lòng. Nói thật đấy, nước ấy thì chẳng thấy mang ra gì cả. Mang ra hai cái kẹo mút. Thôi em ạ, gọi là trả cho nó ít tiền. Coi như là tiền lót mông, lót chỗ ngồi của mình nhờ. Trả nó đi. Trông cái mặt kẻ thảm không. Này nhá, đây 200 ngàn, mỗi người 100 nhá. Trả cho mày. Bây giờ mình còn đi gặp bên TC nữa, không muộn giờ mới đẹp. Muộn mất một gì. Từ từ đã. Lại cái gì nữa? TC à? Mày cũng biết công ty TC à? Ôi, thằng này chắc là lại đi nghe ngóng ở đâu đây mà. Trời, không những biết, còn biết rõ luôn. Thế á? Mày biết rõ luôn á? Sợ quá chị ơi. Sao? Đây là hợp đồng với TC. Mày làm cái gì đấy? Có phải hợp đồng này mà không thành công, hai người phá sản? Sao nó lại biết? Sao mày biết? Thằng kia, sao mày biết? Tại sao à? Mày làm cái gì đấy? Mày... Chắc hai người không biết. Tôi là giám đốc của TC đúng không? Giám đốc của TC á? Này, đừng có dọa bọn này nhá. Mày có biết cái hợp đồng quan trọng là tao như thế nào không? Mày biết nó bao nhiêu tiền không? Hả? Đền hợp đồng cho tao. Đền à? Với cái chuyện mà hai người làm cách đây 15 năm trước, sỉ nhục chú cháu tôi, bắt chú tôi ăn kẹo dưới đất. Hai người bị như thế này xứng đáng. Mày. Alo. Hủy hợp đồng của RKM và TC cho tôi nhá. Này. Gan lắm. Mày dám dọa chị em tao à? Chú anh dạo này có khỏe không ạ? Hay là để mai ngày kia bọn em sang thăm chú nha anh nhá. Cậu Tuấn. Anh... Cơ hội à? Cơ hội của hai người mất từ 15 năm trước. Hai người dám sỉ nhục chú tôi. Cái người mà đã kêu mang tôi. Không thì có lẽ tôi chết đói ngoài đường. Thôi, hai người về đi. Anh ơi. Bỏ cái thói khinh thường người khác đi. Anh ơi, anh cho em xin một cơ hội đi. Không bọn em chết mất anh được. Anh... Cậu Tuấn. Quảng báo không đến sớm thì muộn. Hai người làm việc xấu như thế, trời đất không bỏ qua đâu.
đến một đứa trẻ cũng không tha. Thôi, hai người về đi. Quán của chú cháu tôi không tiếp đón hai người đâu. Làm sao bây giờ? Xin nó đi. Chết rồi, cậu Tuấn ơi. Tại mày ấy, ai bảo cái dơ mạnh huệ với nó làm gì? Chỉ mà mạnh huệ đâu.